Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã ngăn chặn 5 nỗ lực đổ bộ tà ngạn sông Dnieper của Ukraine và loại nhiều binh sĩ đối phương khỏi vòng chiến đấu. Ngày 6 tháng 11, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo tiến độ hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine. Theo hướng Kupiansk, các đơn vị từ nhóm lực lượng Zapad của Nga được hỗ trợ bởi hàng không và pháo binh đã đẩy lùi 6 cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine AFU gần Timkovka và Zagorodkovka, vùng Kharkov. Thiệt hại của AFU lên tới 135 quân nhân, 2 xe chiến đấu bọc thép và 3 xe bán tải. Theo hướng Krasny Liman, các đơn vị từ nhóm lực lượng chân chờ của Nga cùng trực thăng và pháo binh đã tiến hành các cuộc tấn công vào nhân lực và trang bị của các lữ đoàn cơ giới số 24, 47 AFU gần Rostovka và Petrovskoy, Cộng hòa Nhân dân Lugan tự xưng LPA. Ở hướng trên, AFU thiệt hại hơn 100 binh sĩ, 4 xe chiến đấu bọc thép, 5 xe cơ giới và một pháo D-30 của họ bị phá hủy. Theo hướng Donetsk, các đơn vị từ nhóm lực lượng nhắc của Nga được hỗ trợ bởi hàng không và pháo binh đã đẩy lùi 2 cuộc tấn công và gây thiệt hại về nhân lực và trang thiết bị của AFU gần Kodiomovka, Andreevka và Kleschevka, Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng LPA. Ở hướng trên, Ukraine mất tới 220 quân, 2 xe chiến đấu bọc thép và 3 xe cơ giới. Theo hướng Nam Donetsk, các đơn vị từ nhóm lực lượng Vostok cùng máy bay trực thăng và pháo binh đã gây thiệt hại về hỏa lực cho các cụm nhân lực của lữ đoàn xung kích đường không số 79 AFU và lữ đoàn bảo vệ lãnh thổ số 128 của Ukraine gần Novomikhailovka và Staromelkoy, DPA. Tổng thiệt hại của Ukraine ở hướng trên lên tới 115 binh sĩ thương vong và 2 phương tiện cơ giới. Theo hướng Zaporozhye, các đơn vị từ nhóm lực lượng Nga được hỗ trợ bởi hàng không và pháo binh đã đẩy lùi một cuộc tấn công của lữ đoàn cơ giới số 65 AFU gần Rabotino, vùng Zaporozhye và gây thiệt hại về hỏa lực cho các đơn vị của lữ đoàn tấn công đường không số 33, cơ giới 118, 82 của AFU gần Verbovoy, vùng Zaporozhye. Thiệt hại của đối phương ở hướng trên lên tới 160 quân nhân Ukraine, 3 phương tiện cơ giới và một hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất. Theo hướng Kherson, 5 nỗ lực đổ bộ lên tà ngạn sông Dnieper của AFU đều bị hỏa lực Nga cản trở. Ở hướng trên, Ukraine có 130 binh sĩ thương vong và mất 3 phương tiện cơ giới. Ngoài ra, một hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất, một khẩu pháo D-20 và 3 khẩu pháo D-30 của Ukraine bị trúng đạn trong cuộc chiến phản pháo. Các lực lượng Nga đã tấn công nhân lực và khí tài của AFU tại 117 khu vực trong ngày. Lực lượng phòng không Nga đã đánh 22 quả đạn SIMARS. 23 UAV Ukraine đã bị bắn hạ gần Svatovo, Kremenaya, Krivoshevka, LPA, Kodiomovka, Vyzayevka, Kamenka, DPA, Tokmak, Enerzhoda và Polozhye, vùng Zaporozhye. Theo trang Pravda, Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 5 tháng 11, phía Nga mất thêm 880 quân, 4 xe tăng, 5 xe chiến đấu bọc thép, 14 hệ thống pháo, 20 UAV, 2 tên lửa hành trình, 14 phương tiện chở nhiên liệu. Theo Giáo dục và Thời đại, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.